Thưa quý vị, thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương có sự đóng góp rất lớn của công tác ngoại giao. Chiến lược ngoại giao liên thành phố của Bình Dương nhiều năm qua đã giúp tỉnh tìm được những mô hình ưu việt của các nước phát triển, tùy chỉnh lại ứng dụng vào thực tế phát triển của địa phương. Liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP, kết quả của sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Singapore, là thành tựu nổi bật trong công tác ngoại giao của Bình Dương. Bám sát công tác ngoại giao của chính phủ đã giúp Bình Dương tận dụng được nhiều cơ hội, kết nối được doanh nghiệp nhà nước đầu tàu của tỉnh. BKMS IDC với Semcorp hình thành liên doanh để từ đó tạo ra mô hình chuẩn phát triển công nghiệp bền vững. Dựa trên hệ sinh thái toàn diện, phục vụ nhà đầu tư, người lao động và người dân. Chúng tôi rất tự hào về Bình Dương, về việc khu công nghiệp Việt Nam Singapore đã có mặt ở Bình Dương hơn 25 năm qua. Chính phủ Singapore đã có nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá để giúp cộng đồng doanh nghiệp Singapore hiểu rõ hơn về những giá trị mà tỉnh Bình Dương có thể mang lại cho họ cũng như cho đất nước Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều hơn về hình ảnh Bình Dương cho cộng đồng doanh nghiệp Singapore. Thông qua các kết nối của chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bình Dương đã chủ động xây dựng, kết nối và gắn kết khăng khít với các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước, mở ra nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế, qua đó hình thành nhiều dự án hiệu quả, ý nghĩa như đề án Thành phố Thông minh Bình Dương, Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương, Khu công nghiệp thông minh, Khu công nghiệp khoa học và công nghệ. Với chiến lược ngoại giao liên thành phố, Bình Dương đã và đang hợp tác hữu nghị với 11 địa phương nước ngoài và là thành viên của Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới WTA, của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF và của Hiệp hội Các trung tâm thương mại thế giới WTCA. Từ sự dẫn dắt của chính quyền tỉnh, nhiều cơ hội hợp tác quốc tế được hình thành để xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Tôi cho rằng cái quan hệ mà đối ngoại, quan hệ quốc tế nói rõ hơn là quan hệ quốc tế của Bình Dương. Bạn bè trong nước, bạn bè quốc tế, đối tác trong nước, đối tác quốc tế cũng rất là nhiều. Tôi cho rằng nếu trường hợp mà chúng ta sử dụng được cái sức mạnh này, chắc chắn rằng nó sẽ đóng góp cho Bình Dương. Đã huy động được nhiều nguồn lực khác nhau, vừa nhà nước, vừa doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài đóng góp, thì tôi cho rằng là Bình Dương cũng sẽ vượt lên và rút ngắn cái thời gian để mà Bình Dương đạt được cái đích mong muốn cũng như cái tầm nhìn. Hiện nay Bình Dương cũng là xây dựng cả một cái vùng mà đổi mới sáng tạo. Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, mở rộng ngoại giao kết nghĩa, tăng cường hợp tác quốc tế sẽ là nguồn lực để Bình Dương hiện thực hóa khát vọng trong chặng đường phát triển mới, xây dựng Bình Dương phát triển thịnh vượng, một đô thị Bình Dương thông minh, văn minh, hiện đại,